Hello, xin chào mọi người nhé. Chào mừng mọi người lại đến với kênh của mình nhé mọi người ơi. Lại là mình Rick Vion đây. Đi trận đấu ngày hôm nay mình sẽ cầm con Richter này và mình sẽ hướng dẫn các bạn khi mà các bạn gặp những cái kèo khó chơi như kiểu Airy cũng như là ở vị trí bên team bạn đó là có Hazard late game thì chúng ta phải di chuyển và đánh như thế nào. Đó, không đè được đầu game, team này thì chắc chắn late game chúng ta sẽ khổ thôi. Và các bạn cũng đã biết là cái con bài Airy này cũng như cái thằng Hazard ấy nó có một cái lượng sát thương chuẩn rất là lớn về cuối game, nó cũng như cái khả năng là lướt và thả diều cực kỳ kinh khủng đến từ hai vị trí này. Mới bắt đầu khi mà mình đi solo cùng với Airy ở đường này thì các bạn chỉ có hòa đường mà thôi các bạn nhé. Đó, các bạn rất là khó ăn được nó. Nếu các bạn kèo này nó cũng là một cái kèo cân ở đầu game thôi nhá. Mình không nói là cuối game đâu. Cuối game thì hoàn toàn mình không thể ăn được Airy, mọi người nên nhớ cho mình là hoàn toàn không thể ăn được Airy mọi người nhé. Trừ khi là Airy ít nó các bạn có thể vào các bạn kết được thôi. Đó, rất là khó đánh nữa. Ở đây thì dừng team mình đang ăn cái con ca sư đầu game này. Vì là cái con rồng bên kia ấy, là cái thằng rừng bên kia nó ăn mất rồi. Mình có thể ý khi mà các bạn chơi Richter á, mình thấy rất là nhiều bạn chơi Richter mắc một cái sai lầm là như thế này mọi người nhá. Đó, các bạn không tạo được cái lợi thế đầu game cho team, các bạn không đi đảo, không đi ganh, nó không tạo được cái lợi thế nhiều cho team. Thì về cuối game thì con Richter nó yếu thì các bạn chơi làm sao các bạn ơi. Nếu mà team thọt được kéo về cuối game thì hoàn toàn là trận đấu sẽ thua đấy nhá. Các bạn cầm Richter chả có tác dụng gì cả đâu. Đó, nên là các bạn sử dụng con Richter này các bạn phải tạo được cái lợi thế đầu game cho team các bạn nhá. Nó tạo lợi thế như thế này mọi người này. Mình sẽ ngay lập tức đi di chuyển xuống cái lên rồng này khi mà nhìn thấy dưới rồng đang có khả năng hiện diện của đó là Hazard cũng như là có vị trí của Zip, nhưng mà Zip nằm lại rồi. Đó. À đây, mình còn quên là không nhắc các bạn, không nói cho các bạn nghe đó là team bên bạn còn có cả Zip mọi người nhé. Cái trận đấu này là team mình không cấm Zip. Nó không cấm Zip thì team bạn pick được Zip thì rất là khó chơi, đã khó lại càng thêm khó luôn mọi người nhé. Thằng này thì Crazy bọc đấu rất là hay nhé. Nó di chuyển vào trong bụi, nó còn đứng nó đợi mình về nữa. Ở đây thì nào cũng có Airy đứng nhỏ mình sẵn về này mọi người này. Kiểu gì cũng có luôn, đấy mọi người nhìn thấy chưa. Nó nhưng mà không sao, mình sẽ đi lùi lại, ăn máu sẽ đi lùi lại. Biết ngay nó sẽ long kiếm tốc biến vào mà. Ok, nhưng mà hơi fail nhá. Airy ulti tốc biến pha vừa rồi là hơi fail nhá bạn ơi. Đó, ở đây thì mình cứ cấu rỉa dần dần vào vị trí của nó là Airy thôi. Các bạn giữ nó tại bụi cỏ trong góc này này, hất hai lần, đó vừa đẹp. Pha này nếu mà mình nhặt ulti là còn kết thúc luôn cái mạng của Airy. Đó, nhưng mà kiểm tra máu một xíu thôi. Đó, để từ từ mọi người nhá. Mọi người đánh với Airy thì đầu game mọi người cứ rỉa như thế này thôi, rỉa càng nhiều máu càng lợi máu thì càng tốt. Ui, pha này tu lên lại một lần lôi điểm, nhưng mà lôi điểm lần này chúng kê ra rồi. Ở đây thì bắt buộc phải chơi được mọi người ơi. Đó, sử dụng cái băng xương đi. Đó, ok, mình sẽ dọn nhẹ cái đường lính ở đây. À, mình sẽ đứng trong cái bụi này nhá. Airy chưa về luôn mọi người ơi. Chưa về này, mình đang muốn tốc biến vào này, từ từ nhé. Con hộ tại bụi cỏ tốc biến hai lần chọc rồi, như vậy là kết thúc cái mạng Airy. Rất là thơm nhưng mà cũng rất là dườm dà. Ok, khi mà đã có cái lợi thế ở đường top như thế này rồi thì mình sẽ nhanh chóng mình đảo xuống cái đường mid này. Dưới kia dòng của mình thì với cái việc team bạn pick cho cái con Zip này vào trận đấu, các bạn có thể để ý là nó lăn cầu tuyết, các bạn nhìn thấy chưa, nó lăn cầu tuyết đúng như cái ulti của nó vậy. Nó lăn một cái mà đã mất đến hai cái trụ đường rồng của mình rồi mọi người nhá. Phút thứ 5 mất hai cái trụ đường rồng rồi, quá là ghê gớm mọi người. Pha này thì thôi không rồi. Đó, mình di chuyển lỗi pha này mọi người nhá. Mình lại cứ nghĩ là Crazy chưa kịp di chuyển về và cố gắng lấy cái trụ đấy, nhưng không nghĩ là rừng đi mạng đã hồi sinh ra đấy, thực là cái mạng của mình rồi. Đây các bạn có thể nhìn thấy là liên tục là nó ép một lên này các bạn nhá, rất là khó chịu luôn. Đó, các lên còn lại thì bỏ nhưng mà nó ép thẳng vào một cái lên này và nó cấu máu vào cái trụ ba đường rồng là team mình kìa mọi người kìa. Một pha này thì Crazy thôi, hết mana rồi cũng chỉ là cái bao cát thôi, không thể làm gì hơn mọi người nhá. Chỉ biết di chuyển trong trụ để mà tránh mình ăn được mạng, nhưng mình vẫn ăn được mạng mọi người ơi. Ok, pha này sử dụng ulti tốc biến nội tại đường sông nhá, rồi và có cơ hội lấy luôn cái mạng Airy rồi mọi người ơi, và lấy luôn được cái trụ thành công này này. Vừa rồi thì team bạn đã bị phá sản cái kế hoạch đó là đẩy một lên với ba vị trí, đó là Zip này, Hazard cũng như là mid team bạn mọi người ơi. Đó, và bây giờ team bạn sẽ đánh công thủ lại mọi người nhá. Đó, vừa công vừa thủ. Thế thì mình có cái lợi thế là muốn ăn con Gasser này ở đây. Đó, thì bắt đầu là team bạn dồn lên và đang kiểm tra check map ở vị trí của đó là Zip đây đầu tiên. Và là mình chọc hụt mọi người nhá. Cả một cái con Richter này nó có một cái chiêu một mà lại hất hụt thì thôi coi như là bỏ mọi người ơi. Và con này là vui nhá. Con này thì mình sẽ lên, mình đẩy cái lên top này của mình. Đó, mình sẽ vẫn cứ đẩy cao quá lên để mà team bạn chia người ra mình dễ bề hoạt động hơn mọi người nhá. Ok, sát thương phép chí mạng 1k mọi người ơi. Ok, đó nhiều khi nó nổi chí mạng rất là ảo luôn, tại vì cái bảng ngọc này của mình có 4,8% chí mạng mọi người ạ, 4,8 hay 4, mấy ấy. Đó, thì nó thỉnh thoảng nó nổ chí mạng lên đánh rất là sướng mọi người nhá.
Ok, ở đây thì cái cơ hội đây rồi. Khi mà team bạn phải về di chuyển về đảo lên cũng là thủ lĩnh đó, đép vào đường, thì team mình nhanh chóng là có vị trí AD cũng như là mình rất là hiểu ý vào ăn ngay con caster và ép được cái trụ hai đường mid của team bạn mọi người nhá. Đó, nhưng mà pha này không ép được đâu. Pha này hoàn toàn là các bạn không vào được các bạn nhá. Có vào các bạn cũng không thể làm gì được. Các bạn không có nội tại bụi cỏ. Và các bạn chịu đau là các bạn phải nằm lại ngay. Đây là cái điểm yếu của Richter khi mà không có bụi cũng như là không có nội tại đường sông. Thì các bạn công trụ như thế này nó rất là khó mọi người nhá. Kể cả là Richter đi SP đi chăng nữa thì tôi vào này AD sai rồi này. Nói AD nằm lại pha này thôi. Giật vùng diệt quỷ sát thương chuẩn và câm lặng. Đó. Thì pha này những cái pha mà công trụ như thế này kể cả là Richter đi SP mọi người nhá. Ui ôi trên kia kìa. Không biết hai ông thần kia làm gì mà để Hazate bắt lại được hai người luôn ạ. Xả bão phi tiêu không chuột pha nào luôn. Ở đây có vị trí của Rishi này, Zip thì rất là hay luôn nhé. Mình thì cực kỳ ghét cái con Zip này, tại vì nó phù hợp rất nhiều với những bài đánh khó chịu mọi người ơi. Đó, nó có thể là nó kéo team lên, nó lăn cầu tuyết và nó ép trận đấu rất là nhanh từ một lên đường. Hoặc là cũng như có thể những pha này mọi người này, mình muốn bắt được vị trí của Ari chủ lực team bên bạn ấy, thì nó lại hút vào mọi người nhé, rất là khó chịu luôn. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây, nó lại hút vào, những pha này nó không còn lăn nữa rồi. Nó vừa sử dụng lăn mọi người nhé. Đó, pha này thì có Lilith dồn down để vừa đẹp là lấy được cái mạng của nó là Zip. Nhưng mà mình bị ăn hai quẹt bướm của Grisi là gần nằm lại luôn mọi người ạ. Đó, ăn cục máu biến về cho nó an toàn. Ok, pha này thì mình sẽ vẫn cứ đẩy cao lính ở đường này. Đây, dừng team mình thì vừa bảo là đó là mù, top mù. Thì đúng là pha đấy, nhìn thấy lính nó ép vào cái đường kia mọi người, nhìn kìa cái trụ nó mất máu kìa. Nhưng mà mình lại đi ra mid mọi người, nhiều khi là chơi nó không tập trung ấy. Thì mình cứ như thế mình đi lên mình nhìn Gimbap mà, mình lên theo cái phần nào giao tranh nhiều cũng như là nhiều người có mặt ở đó. Chứ mình lại không nhìn cái đàn lính nó di chuyển vào trụ. Đó là mọi người chơi nhiều này, chắc chắn mọi người cũng bị như thế này. Chắc chắn mọi người cũng bị những cái pha mà nó lại ngáo ngơ như vậy mọi người ơi. Mong mọi người rất là thông cảm cho mình nhé, pha này không đủ đam mọi người ạ. Pha này không đủ đam tại vì pha đó là mình không sử dụng cái tốc biến ngay từ đầu. Mình lại cứ nghĩ là chiêu 1 của mình chặn được vào người HT, nhưng HT lại sử dụng chiêu 2 đi cơ. Thôi nhá, pha này là lỗi rồi. Và bây giờ là cái thời điểm mình muốn nói đến trong cái clip này. Đó, mình muốn đi sâu vào cái thời điểm này nhất, chứ không phải là cái thời điểm đầu game và giữa game các bạn đâu. Đó, đầu game thì những cái clip trước cũng nói rất là nhiều rồi. Cái thời điểm này là cái thời điểm mà AD team bạn cũng như là ở vị trí Zip này, nó đi check map rất tốt. Và cái thời điểm full đồ như thế này, cộng với việc đó là AD team bạn là HT, và thêm vào nữa đó là top team bạn đó là Ari. Đó, thì các bạn phải đánh làm sao, cũng như các bạn phải di chuyển như thế nào. Thì đây mới là cái điểm cốt lõi trong cái clip này mình muốn nói các bạn biết các bạn nhé. Đó. Ok. Thì bây giờ thì cái con caster to nó ra, phút thứ 15 con caster to nó sẽ ra. Đầu tiên mình sẽ đứng ở check một cái mọi người nhé. Sẽ đứng ở đây check nhẹ một cái đây. Đó, sau đó mình sẽ ping xuống dưới kia để cho team mình chú ý cái đường ở dưới kia. Sợ là team bạn sẽ bách đo ấy. Các bạn nhìn thấy con Zip kìa. Nó cứ loanh quanh cái đường dưới là nó nhìn cái trụ gần hết máu kia. Thì nó rất có khả năng là nó muốn bách đò chứ nó không ăn ca sơ. Pha này đây mọi người nhìn này. Đó, Ari thì bạn di chuyển lỗi. Di chuyển lỗi như thế này thì mình nhanh cơ hội là mình liếm luôn các bạn của Ari mọi người nhá. Đó. Và bây giờ thì các bạn làm sao ạ? Các bạn hãy dịch tách này. Thì là các bạn không đi cùng với team nhiều các bạn nhé. Các bạn không đi cùng với team nhiều. Đó, Ari team mình kìa. Ari team mình hơi ảo. Muốn là lên là dồn down kết thúc vị trí của Grisi. Tại vì rất là cay Grisi rồi. Thì ở trận đấu này mid team bạn Grisi chơi rất là hay và check map rất là tốt. Đó, không phải là thần đèn hay không, nhưng mà không biết là có phải là thần đèn hay không, nhưng mà lại bạn ấy đánh rất là hay đấy mọi người ơi. Có combo tốc biến ulti rất là đẹp luôn. Pha này thì Kira đang đóng cái vai trò là đẩy lẻ mọi người nhé. Đẩy lẻ như thế này thì sẽ gặp mình di chuyển về này. Đó, mình sẽ di chuyển về, mình bọc đầu thì sẽ lướt lên. Lướt lên thì team mình lại bọc trên mọi người nhé. Làm gì này, đứng ở trong tường nghĩ là mình không giật được vùng diệt quỷ à? Cái vùng diệt quỷ của mình nó ngấm qua cả tường luôn mọi người ơi. Kira thì pha đó là chưa hiểu kiểu gì kìa. Không biết là chạy kiểu gì mà lại dí mặt vào tường như vậy. Trong khi đó là mình bật vùng diệt quỷ nó vẫn cứ giật sát thương đều mọi người nhé. Nghĩ là mình không chọc được vào tường. Nhưng mà mình còn cái chiêu cuối cơ. Qua đây mọi người nhá, mọi người không được đứng cho mình cái bụi giữa, cũng không được đứng ở cái bụi ở đường mid. Mọi người đứng hẳn vào cái bụi này cho mình. Đứng hẳn vào cái bụi này là như thế nào ạ? Nhưng bạn sẽ chủ quan. Tại cái bụi này là bụi rất là an toàn. Mọi người nghĩ là nó nguy hiểm nhưng nó lại là an toàn mọi người nhá. Cái bụi này cực kỳ là an toàn luôn. Tại vì theo hướng team bạn, theo hướng nhà team bạn di chuyển lên thì cái bụi này các bạn ấy sẽ ít biết, các bạn ấy sẽ tự tin là cái bụi này nó là bụi nhà mình. Nhưng mà sai lầm một cái đó là bụi nhà mình thì các bạn ấy phải trả giá đây các bạn ơi. Tốc biến lên, vùng diệt quỷ giật nằm lại vị trí của Zip mọi người nhá. Đó, rất là thơm luôn. Vị trí này ở đây nếu như team mình hội đủ người, đó thì cái thằng AD team bạn cũng như thằng FP team bạn nó nằm lại rồi. Team mình chỉ cần hội đủ người và ăn rất là nhanh con caster to này. Đó, nhưng mà thôi, nên là bỏ mọi người nhá. Không câu kéo làm gì cả. Mình đang nhìn con Kera xuống nó check cái con caster rồi này.
Đó các bạn có thể nhìn thấy này. Rồi nó check caster mọi người nhá, nó nghĩ là mình ăn lén đấy. Khi Richter về cuối game thì mình cũng chỉ có hai cái điểm quan trọng mà mình muốn chia sẻ đến các bạn như thế này. Đó là thứ nhất, các bạn đánh xoay quanh cái vị trí sát thương chủ lực của team bạn, nguồn sát thương chính đó là AD team bạn cũng như là mid team bạn. Đây có IC check này, bắt đầu là nó check những cái bụi này các bạn nhé. Nó ăn cái con chim nhỏ này, nó kiểm tra sai của mình và mình bị lộ sai rồi. Thì mình sẽ di chuyển ra đây cho lộ sai nhé. Đó, mình di chuyển hẳn ra mid cho mình bị lộ sai đi. Sau đó mình lại sẽ di chuyển về cái bụi cũ mọi người nhé. Đó, mình phải lươn lẹo như thế này mới ăn được team bạn cơ. Và team bạn sẽ mất cảnh giác trong những cái pha như thế này. Và cái điểm thứ hai là các bạn đánh xoay quanh thế lính và cái con caster. Và pha này thì đây này, các bạn có thể nhìn thấy là mình liên tục là đứng đẩy cao lính ở được trên đường nhé. Và mình sẽ đứng cùng với con caster ở đây và lại kết thúc được cái mạng của nó là ADT mạng mọi người ơi. Rất là thơm luôn này. Đó, những cái pha đứng chí mạng của mình mọi người thấy có giá trị không ạ? Nó mang lại một cái tầm nhìn cũng như là một cái lợi thế cực kỳ là to lớn dành cho team mọi người nhé. Đó, pha này thì mình thấy là Clichy di chuyển khá là ảo đấy. Mình không biết là có phải là dùng đèn pin hay không, có phải là thần đèn hay không, nhưng mà thấy di chuyển giữ vị trí khá là tốt mọi người ơi. Mặc dù là một vị tướng tù và kém cơ động đến như vậy, thế nhưng bạn ấy giữ vị trí cực kỳ là tốt. Những cái pha mình núp bụi thì hầu như là không thấy bạn xuất hiện trên bản đồ. Đó, không hề di chuyển lỗi một pha nào luôn, ảo thực sự luôn. Không hề di chuyển để mình bắt lẻ lại lỗi một pha nào cả. Đó, một cái lượng đam của Clichy gây vào team mình rất là nhiều. Các bạn có thể thấy là Clichy với những combo ulti tốc biến chạy ra, sau đó hất bão lá và xả cái chiêu một lướt một lần bướm thì thôi, thứ gì mà chịu nổi các bạn ơi. Đó, cái đam của nó cực kỳ ảo luôn, đúng là bướm ảo mọi người ạ. Nhưng mà thôi, pha này team bạn khả năng là không có AD nhưng mà vẫn dâng cao là toang mọi người ạ. Đó, lỗi rồi, Clichy phải làm lại đến từ cái dòng trái thời không quá lít. Một ném dòng trái thời không bốc hơn Clichy mọi người ạ. Và đây vị trí của đó là thêm bạn là Kera nữa. Đó, hai người di chuyển lỗi trong pha vừa rồi. Và thêm vào nữa là mình bắt được AD thì mình bây giờ có thừa sức cái cơ hội để mà ăn con caster to này ép win trận đấu luôn mọi người nhá. Đó, đây là cái điểm lợi thì khi mà mình cầm qua Richter này về cuối game mình dành lại cho team mọi người nhá. Thì mọi người nếu mà thấy cái trận đấu này nó hay và nó hữu ích thì mọi người đừng quên cho mình một like, subscribe, đăng ký kênh để kênh của mình càng ngày phát triển và phục vụ mọi người tốt hơn mọi người nhá. Đó, các bạn đừng quên cho mình một cái phần bình luận nhỏ nhỏ, một dấu chấm ở dưới phần bình luận cũng được, để kênh của mình nó có cái lượng tương tác nó nhiều hơn, chứ kênh dạo này bị flop quá mọi người ơi. Đó, cái căn bản khi mà các bạn cầm Richter về cuối game cũng là khả năng lọc máu của các bạn thôi. Cái phần nhiều là khả năng lọc máu của các bạn, cũng như là những cái điểm đứng các bạn dành cho team, đó là những cái điểm đứng chí mạng các bạn nhé. Đó, để mà các bạn bắt được những cái vị trí chủ lực của team bên kia, cũng như là các bạn kiểm soát lấy được cái size tầm nhìn cho team mình dễ hoạt động các bạn ơi. Đó, clip của mình đến đây cũng sẽ là kết thúc rồi. Bye bye mọi người, hẹn gặp lại mọi người trong những clip tiếp theo nha.